Chào các bạn. Bên cạnh cái bộ sách thực hành là phản chiếu thần kinh đa hệ này, có 3 cuốn tập 1, tập 2, tập 3, thì mình cũng hay hướng dẫn cho mọi người là có thể bổ sung thêm cái cuốn chìa khóa vạn năng, cũng rất là hay. Thì đây là bộ sách thực hành dành cho những người chưa có điều kiện đi học căn bản, họ có thể ứng dụng và họ làm được ngay, và những bệnh nhân đang có bệnh mà người ta muốn chữa ngay vào cái bệnh của người ta mà chưa cần phải học lý thuyết như thế nào, thì mình hướng dẫn cho người ta là hai bộ sách của thầy Hoàng Chu là Phác Đồ Phản Chiếu Thần Kinh Đa Hệ và cuốn này là cuốn chìa khóa vạn năng. Chìa khóa vạn năng thì các bạn đều đã biết rồi, và trong các video trước mình đã hướng dẫn rồi theo phương pháp chuyện trần của thầy Bùi Châu. Thì cái cuốn này ấy, thầy viết rất là chi tiết, thầy chia ra thành các vần hoặc là các bộ phận, ví dụ đau ba tử như thế nào thì cứ lần lượt ấn theo các huyệt ở đây. Thế thì đợt sau khi phát hành video ấy, thì nhiều người cũng hỏi mình là thưa thầy, thì đối với cái bệnh bao tử thì nó có nhiều cái gạch đầu dòng, nhiều phác đồ như này, thế thì bây giờ em ấn một phác đồ hay ấn tất cả các đồ phác đồ? Thì mình trả lời như này, thì các bạn chọn một trong các phác đồ này các bạn làm, cái phác đồ nào các bạn làm thấy nó hiệu quả các bạn tiếp tục, còn nếu mà sau 1 đến 3 lần chữa mà nó không có hiệu quả các bạn đổi sang phác đồ khác. Cũng tương tự như vậy cho các phác đồ khác. Thì cái cuốn sách chìa khóa vạn năng này của thầy tập hợp rất là nhiều các phác đồ và rất nhiều chứng bệnh, thì cuốn sách này trước giờ được là rất nhiều người sử dụng các bạn ạ, và nó rất là hiệu quả đó. Thì đây là cuốn chìa khóa vạn năng. Sau đó này các bạn này, thì thầy Trần Dũng Thắng thầy có đi giảng ở rất là nhiều nơi, thì học trò có ghi chép lại và có tập hợp thành cuốn diện trần diệu kỳ và hướng dẫn chữa từng cụ thể từng bệnh, trích bài giảng của lương y Trần Dũng Thắng. Thì ngay cái tựa đề cuốn sách, thầy rất là coi trọng phương pháp diện trần của thầy Bùi Quốc Châu. Thầy nói rằng diện trần Việt y chỉ có một, cứu nhân độ thế thật không hai. Thì đây là cuốn sách mới nhất các bạn nhé. Đến cái cuốn này, học trò có ghi chép lại lời bài giảng của thầy thì ở đây cũng phải đến 66 loại bệnh khác nhau. Đấy, cũng khoảng đấy, cũng rất là nhiều, 66 loại bệnh khác nhau. Ví dụ đau hóc này, đau họng này, chóng mặt, giờ leo, bụi bay vào mắt, huyết áp thấp, huyết áp cao, vân vân và vân vân, rất nhiều ở đây. Đấy, các bạn tha hồ đọc nhá. Đặc biệt của cái cuốn sách này là gì này? Chữ rất là to tại vì nó phục vụ cho các bác lớn tuổi. Đấy. Trước giờ mình thấy yêu cầu, nhiều bác yêu cầu là chữ phải to để các bác nhìn được. Và cái quan trọng của cuốn này mà chưa có cuốn nào có các bạn này. Cuốn này có ghi chép này là gì? Huyệt 14 tìm ở đâu? Tìm ở dưới dáy tai, đáy dáy tai. Ví dụ đau họng đấy, 14 kép đáy dáy tai, hơ từ đỉnh dáy tai ra 1,5 cm, hơ cổ họng. Thì cái này á, mình chỉ nhìn vào đáy dáy tai là mình sẽ thấy. Thì khi mình in cái cuốn sách này ấy, mình có thêm vào cho các bạn cái phần này. Đấy. Có những cái trang huyệt ở dưới này, cứ mở đến cuối sách các bạn sẽ nhìn thấy. Ví dụ các bạn nhìn thấy là trong thầy nói là 14 là đáy dây tai, nhìn vào đây là biết là đáy dây tai, bấm vào hơ vào cả cái vùng này các bạn nhé. Đấy, mình sẽ dùng những cái dụng cụ của diện trần như thế này. Đấy, rồi điếu ngải cứu như này. Rồi có thể áp dụng cả cái cao này vào để mình bôi vào nếu mà mình không dùng ngải cứu, hoặc là vừa bôi vừa hơ ngải cứu. Đấy, tiếp theo cái bệnh chóng mặt này. Thầy có nói này, bấm vào cái huyệt sau 63 giữa nhân trung. Đấy, mình hướng dẫn các bạn tìm huyệt luôn. Ở đây thầy nói rồi, mình cứ thế mà làm thôi. 63 giữa nhân trung, đây giữa nhân trung này, đây 63 ở đây, rất dễ. Các bạn cứ ấn vào đây và các bạn yên tâm rằng có ấn đúng hay là ấn lân cận nó vẫn có tác dụng, tại vì mình đánh cả trên một cái vùng này nên là không sao cả, và nó vẫn là không có hại gì cả. Các bạn ấn đúng thì tốt, không ấn đúng thì nó là massage thôi. Cái đặc điểm của phương pháp mình là thế. Diện trần của thầy Bùi Quốc Châu là gì? Hoàn toàn tác động trên bề mặt da để giúp cho cơ thể nó tự điều chỉnh, nên các bạn cứ yên tâm mà làm. Tiếp theo 19 đỉnh nhân trung, nhìn ngay thấy ngay 19 đây rồi. Rồi tiếp theo 127 giữa môi dưới xuống 0,5 cm, thì đây 127 đây. Rồi không kép đỉnh dái tai lên trên 0,5 cm, thì mình xem này, không này, đỉnh dáy tai lên trên này, thì đây chính là số 0. Như vậy rất dễ khi các bạn vừa có những cái lời hướng dẫn cách xác định huyệt ở đây và có cái bảng này, và các bạn cứ thế làm theo. Và cái này dành tặng cho các bạn lớn tuổi, cái chữ này to các bác thầu nhìn. Đấy, thì cái cuốn sách này không những tập hợp tập 1 mà nó còn bao gồm cả tập 2 nữa. Tập 2 đây thầy lại hướng dẫn, ở đây nó cũng rơi vào tầm độ khoảng 5-60 loại bệnh nữa. Trong này có hướng dẫn đến hỗ trợ cho những người bị ung thư này, ung thư phổi, gan, vú, dạ dày, đại tràng, men gan cao, ăn kém, xanh xao, gầy ốm, viêm âm đạo, rối loạn tiền đình, đau thần kinh tọa, vân vân. Rất nhiều bệnh ở đây. Tức là các bạn chỉ cần kê 2 tập này, phản chiếu thần kinh đa hệ 3 cuốn này, cái chìa khóa vạn năng với cả cuốn diện trần
kỳ diệu này nữa, diệu kỳ này nữa là các bạn có thể thâu thực hành rồi. Đấy, thì ngoài kia rất nhiều người, rất nhiều người thầy á là chưa được đi học ngày nào nhưng người ta chỉ dựa vào những cuốn sách này người ta đã chữa rất là thành công rồi. Và rất nhiều người thầy học sau khi chữa thành công, chữa được nhiều năm rồi, sau đó người ta mới đến với cả cái lớp học của mình. Thì lúc đấy mình sẽ hướng dẫn cho các bác ấy về những cái lý thuyết căn bản này. Đấy, rồi tại sao các thầy lại làm như thế, tại sao lại day, lại ấn như thế, bệnh nào thì lại làm như thế nào. Thì lúc đấy thì các bác mới bắt đầu đi tìm hiểu với cái gốc gác của vấn đề như thế nào. Còn bây giờ trước mắt những người ở xa là họ gì ạ? Họ muốn làm ngay, họ muốn kết quả ngay. Thì mình có những cái cuốn sách này để gửi cho họ, họ có thể làm được ngay được. Đó. Ví dụ những người bệnh là người ta muốn chữa ngay, đấy, người ta không cần đến lý thuyết là gì. Đúng không nào? Tiếp theo, tâm thần phân liệt dạng trầm cảm, tâm thần phân liệt dạng cuồng, rồi dạng hoang tưởng, thiếu máu cơ tim, đau mạch vành, vân vân. Trong này thầy tiếp tục như vậy. Thì mình cứ tra ở cái mục lục này, tìm đến cái bệnh của mình ở trang nào. Sau đó thì sao ạ? Các bác cứ thế làm theo rồi, đúng không? Dày ấn thì các bác dùng cái cây sao chổi này, có thể chấm cao này, xong dày ấn vào những cái vị trí mà thầy hướng dẫn, đúng không ạ? Ví dụ mình làm này, mình hướng dẫn cho các bác một bệnh này, ví dụ rối loạn tiền đình, chóng mặt. Thì thầy có hướng dẫn là số 8 là sống mũi ngang với mí mắt trên. Mình mở cái cuối này ra. Đấy, số 8 ngang sống mũi. Sống mũi ngang với mí mắt. Đây, sống mũi ngang mí mắt đây số 8. Thì mình sẽ dùng cây giò này, mình chấm vào cái cao này, sau đó mình ấn vào cái điểm lõm nhất này. Điểm lõm nhất số 8 này ngay giữa đầu mắt ấn vào. Đấy. Chưa? Rồi tiếp theo. 19 đỉnh nhân trung thì dễ rồi, ngay đây rồi. Thì ấn vào, các bạn có thể ấn rung, vừa ấn vừa rung như thế này khoảng 30 giây. Thế là được rồi, hoặc là ấn giữ như này cũng được, hoặc kết hợp vừa rung vừa ấn vừa giữ khoảng 30 giây. Một ngày các bạn cứ làm như thế khoảng 3 lần như vậy. Rồi, 63 giữa nhân trung, đây 63 giữa nhân trung, có thể ấn giữ 30 giây hoặc rung vừa ấn vừa rung. Các bạn có thể ấn lại mấy cái huyệt này lặp lại 3 lần, một ngày chữa 3 buổi như vậy là được. Đó, buồn nôn 124 kép hai bên. Đấy, đuôi mày vào 2,2 cm thẳng lên giữa trán. Đuôi mày vào 2,2 cm thẳng lên giữa trán, đây 124 đây, các bạn thấy chưa nào? Rồi 34 kép đầu mày, đúng không ạ? Thì đây 34 đây, 34 đây, các bạn thấy chưa nào? Rồi 50 đáy cánh mũi phải ra 2 cm, đây 50 đây. Đấy. Rồi 79 kép ở đỉnh trái tai, 79 đây, kép là kép tức là hai bên ạ, không kép đỉnh trái tai lên 0,5 cm, đây là số 0 đây. Và tương tự như vậy các bạn tìm ra các phác đồ khác mà các bạn đang cần nha. Đấy, thì tất cả những cái sách này các bạn có thể tìm thấy tại cái địa chỉ này, chỗ trung tâm mình đều có cung cấp cho mọi người đó. Và số điện thoại này các bạn có thể gọi vào số này để đặt hàng, hoặc là gọi qua đây. Thì tất cả những cuốn sách này là gì ạ, để dành cho những người diễn trần để chúng ta thực hành. Và mình mong rằng tất cả mọi người, các bác, các cô, các chú, các anh chị em chúng ta là gì ạ, sẽ thực hành thành công, có thể là giúp mình gia tăng sức khỏe, đồng thời giúp cho người thân, anh em, bạn bè mình có được cái sức khỏe tốt nhất. Và từ đó chúng ta hồi hướng và gửi lời cảm tạ đến thầy Bùi Quốc Châu là người phát minh ra phương pháp này, và gửi lời tri ân đến các thầy lớn như thầy Hoàng Chu, thầy Trần Dũng Thắng đã cho chúng ta những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Xin cảm tạ các thầy. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chào.